nó xa ra nó không quay gì mà gần mặt vậy. Bây giờ mấy này nó chỉ mọi người cách cho chim ăn miếng củ chim tới nha. Nếu mà chim không ăn ẩu thì chúng ta phải lấy miếng củ. Nó giống bị tật quá mẹ. Chim ơi, chim. Ê mà dế này nãy đứng nửa tiếng hồ chim mắt mình mang luôn đó. Nè cái này dán đàn ông cho chim ăn nè. Ui Thank you.